Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình thì chúng tôi cũng xin được cập nhật những thông tin nóng về tình hình COVID-19. Chia sẻ với quý vị là từ 0 giờ, từ 6 giờ cho đến 12 giờ ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 102 ca mắc mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh, 96 ca ghi nhận trong cộng đồng. Cụ thể là tại khu vực Bắc Giang 55 ca, Bắc Ninh 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 19 ca, Hà Nội 6 ca và Long An 2 ca. Như vậy thì đến nay Việt Nam có tổng cộng 6.446 ca ghi nhận trong nước và 1.526 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 4.876 ca. Cụ thể, bệnh nhân 7.871 đến 7.872 ghi nhận tại tỉnh Long An, bệnh nhân 7.873 đến 7.900, 7.902, 7.903, 7.906, 7.908, 7.911, 7.912, 7.914, 7.916, 7.917, 7.924, tiếp theo là 7.927, 7.929, 7.931, 7.933, 7.934, 7.936, 7.938, 7.941, 7.943 và 7.950 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại cụm khu công nghiệp. Tiếp theo là bệnh nhân 7.905, 7.907, 7.909, 7.910, 7.913, 7.915, 7.918, 7.920, 7.926, 7.928, 7.935. Tiếp theo là 7.939, 7.940 và 7.942 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là F1 đã cách ly từ trước. Bệnh nhân 7.901, 7.904, 7.919, 7.922, 7.930, 7.932 ghi nhận tại thành phố Hà Nội. 4 ca F1 liên quan đến ổ dịch công ty TNT, 2 ca F1 liên quan tới ổ dịch khu công nghiệp ở tại Quang Châu và Bắc Giang đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021 cho kết quả là dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 7.954 tới 7.972 được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh là các trường hợp liên quan tới ổ dịch Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng đã cách ly từ trước và qua kết quả xét nghiệm thì cho kết quả là dương tính với SARS-CoV-2. Vâng, đó là một trong những ca mắc mới mà chúng tôi cung cấp tới quý vị và các bạn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thêm là 102 ca mắc mới thì chúng tôi xin được thống kê lại, bao gồm có 6 ca nhập cảnh, 96 ca ghi nhận trong cộng đồng, ở Bắc Giang là 55 ca, ở Bắc Ninh 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 19 ca, Hà Nội 6 ca và Long An hiện tại đang ghi nhận là 2 ca.